Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay, thông tin đầu tiên mà mình muốn gửi gắm tới quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe Honda Civic 2022 đã lộ diện những hình ảnh đầu tiên. Theo nguồn tin từ zing.vn thì đây là một trong những phiên bản hoàn toàn mới. Trong thời gian sắp tới thì mẫu xe này có thể sẽ sớm có mặt tại thị trường Việt Nam. Các fan của Honda hãy gom tiền thật nhanh và chờ đợi tới ngày em nó ra mắt nhé. Toyota Yaris Cross Adventure 2021 cũng được trình làng với một ngoại hình mang rất nhiều phong cách thể thao và việt dã. Chiếc Mazda BT50 Thunder vừa được ra mắt tại Australia và đây sẽ là một trong những phiên bản đặc biệt của BT50 tại đất nước của những chú kangaroo. Qua đó thì một nhà máy của Hyundai phải tạm dừng sản xuất vì đại dịch Covid-19. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Trên nhóm Civic 11 Forum đã cho đăng tải những hình ảnh lộ diện đầu tiên về chiếc Honda Civic thế hệ mới. Ở trên phiên bản thế hệ thứ 11, Honda Civic có kiểu dáng hiền lành hơn so với Honda Civic thế hệ thứ 10. Nhìn vào những hình ảnh bên trên màn hình, các bạn cũng có thể thấy là phần đầu của Civic mới không có nhiều điểm nhấn trẻ trung, nổi bật như thế hệ cũ. Và cá nhân tôi cho rằng có thể đây sẽ là một sự cải lùi của Honda trong tổng quan thiết kế trên phiên bản mới. Tuy nhiên thì hy vọng mẫu xe mới về Việt Nam sẽ có mức giá bán ở dưới hạ giới. Honda Civic thế hệ thứ 11 có cấu trúc dạng vòm, phần chi tiết hốc hút gió phía dưới được mở rộng hơn. Trong khi đó thì phần lưới tản nhiệt vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Solid Wing. Trang bị ở phần đầu xe đó là đèn pha dạng LED và đèn định vị ban ngày sử dụng họa tiết theo kiểu dạng hình chữ L. Ở phía thân xe thì Honda Civic có nhiều nét tương đồng với người đàn anh Honda Accord với thiết kế theo phong cách coupe. Phía đằng sau nổi bật với cánh gió thể thao gắn bên trên nắp cốp. Trong khi đó đèn hậu sau có thiết kế hai mảnh, có cách tạo hình đơn giản hơn so với phiên bản cũ. Còn về phần nội thất xe thì vẫn là những bí ẩn chưa được khai phá. Tuy nhiên thì nhiều khả năng nội thất của Civic thế hệ mới sẽ giống phiên bản phác thảo được công bố trước đây. Điều này đồng nghĩa với những chi tiết sẽ được sử dụng như là băng điều khiển rộng, màn hình nổi đặt ngang, cửa gió điều hòa cách điệu và ba nút xoay điều chỉnh chế độ gió. Honda Civic 2022 dự kiến được bán tại Mỹ vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, sau đó sẽ được ra mắt tại các thị trường lớn như là Trung Quốc. Cá nhân tôi cho rằng Honda Civic 2022 không có nhiều điểm nổi bật ở phần ngoại thất xe giống như ở trên phiên bản cũ. Việc thay đổi như thế này thì sẽ khiến cho Civic 2022 sẽ rất khó có thể chinh phục được thêm khách hàng ở tại thị trường Việt Nam. Còn về thông số khả năng vận hành của xe và các trang bị đi kèm, chúng ta vẫn còn phải chờ đợi cho tới ngày Civic 2022 được chính thức ra mắt. Toyota Yaris Cross 2021, mẫu xe nằm trong phân khúc xe gầm cao đa dụng 5 chỗ ngồi, vừa mới chính thức ra mắt trên thế giới. Xe được sử dụng nền tảng khung gầm TNGA-B giống với dòng xe sedan hạng B Toyota Yaris. Thiết kế trẻ trung, hiện đại và táo bạo hơn, đó là những gì mà chúng ta phải thừa nhận khi đánh giá chiếc xe Yaris Cross. So với phiên bản tiêu chuẩn thì phần cản trước của Toyota Yaris Cross Adventure có cái cách tạo hình góc cạnh và sử dụng kích cỡ lớn. Phía đằng trước nổi bật đó là phần mặt ca lăng xe có thiết kế nhỏ gọn, hốc hút gió phía dưới được sử dụng tông màu tối, cụm đèn chiếu sáng và đèn sương mù có thiết kế phá cách giống với những mẫu xe Hàn trong thời gian gần đây. Trong khi đó thì phần cản sau cũng được sử dụng màu tối giống với ở phần đầu xe, giúp cho phần đuôi xe có cái cảm giác cứng cáp và nổi khối hơn. Xe được trang bị một bộ la răng hợp kim kích cỡ là 18 inch sơn đen phay xước. Nếu như so sánh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc như là Kia Seltos, Hyundai Kona và Ford EcoSport thì tôi cho rằng là mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota có nhiều điểm nổi bật không hề thua kém so với các đối thủ. Bên trong nội thất xe thì Toyota Yaris Cross sử dụng tông màu tối làm chủ đạo trong tổng quan phong cách thiết kế của xe. Điều này thể hiện rõ ràng nhất bằng việc khu vực bằng điều khiển trung tâm được sử dụng màu đen bóng đi kèm với những cái đường trang trí màu vàng xuất hiện bên trên táp lô, cửa gió điều hòa và cả bên trên táp pi cánh cửa nữa. Không nói đến trang bị của xe vì chúng ta chưa có nhiều thông tin, nhưng nếu như chúng ta so sánh thiết kế của Yaris Cross với Hyundai Kona thế hệ mới cũng vừa ra mắt toàn cầu, ngoài ra thì còn có cả Kia Seltos đang có mặt ở tại thị trường Việt Nam, thì tôi cho rằng Yaris Cross chưa đủ sức thuyết phục người dùng trẻ ở tại thị trường Việt Nam. Lý do là các mẫu xe Hàn có thiết kế bắt mắt và thời trang hơn. Tuy nhiên thì quan trọng nhất đó là giá bán. Hy vọng mẫu xe mới của thương hiệu Nhật Bản sẽ có một cái mức giá bán hợp lý để cạnh tranh với các đối thủ nằm trong phân khúc. Mazda Australia vừa trình làng phiên bản đặc biệt mẫu xe bán tải BT50 có tên là BT50 Thunder. Biến thể này được tạo ra để đáp ứng nhu cầu khách hàng ở trong nước. Chiếc xe này được xây dựng dựa trên nền tảng BT50 GT Dual Cab 4x4
và sẽ được bán ra vào tháng 4 năm nay với mức giá khởi điểm khoảng 65.990.000 đô la Australia, tương đương với khoảng 50.500 USD. Điểm khác biệt dễ nhận thấy của VT50 Thunder đó là phần cản trước được sử dụng bằng thép để lộ ra tấm chắn bảo vệ động cơ phía bên dưới. Ở giữa lưới tản nhiệt được gắn thêm thanh đèn LED trợ sáng. Xe được trang bị một bộ la răng kích cỡ là 19 inch màu đen. Vòng bánh xe được mở rộng và bệ bước chân được thiết kế lại. Những thay đổi phía sau bao gồm phần chi tiết thanh thể thao bên trên thùng hàng. Ở phía nắp thùng sau xe được trợ lực bằng điện, giúp cho việc đóng mở sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Về khả năng vận hành thì BT50 Thunder vẫn được sử dụng khối động cơ là 3.0 lít tăng áp, sản sinh ra khoảng tầm 187 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 450 Nm trong khoảng từ 1.600 tới 2.600 vòng trên 1 phút. Xe sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu, có khóa vi sai chống trượt ở cầu sau, giống với phiên bản tiêu chuẩn. Theo tờ Korea Economic Daily cho biết thì tập đoàn Hyundai Motor đã lên kế hoạch ngừng sản xuất tại nhà máy số 1 Ulsan, Hàn Quốc. Nguyên nhân được đưa ra đó là công ty bị ảnh hưởng bởi nguồn cung cấp chip và module điện. Vào tháng trước thì theo tờ Reuters cho biết, hãng xe Hyundai đã phải duy trì một kho dự trữ chip rất lớn. Tuy nhiên, số lượng này không đủ đáp ứng cho nhu cầu của Hyundai hiện tại. Không chỉ riêng Hyundai mà có cả hai ông lớn đó là Honda và GM Motor cũng đưa ra thông báo tiếp tục ngừng sản xuất tại các nhà máy Bắc Mỹ trong tuần tới vì lý do thiếu chip. Việc thiếu chip thì đe dọa tới nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu và trong đó bị ảnh hưởng đầu tiên là ngành công nghiệp chế tạo ô tô và các ngành chế tạo điện thoại thông minh, máy tính bảng. Mặc dù trên thế giới đã có vaccine ngăn ngừa virus, tuy nhiên thì đại dịch Covid vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất chip nổi tiếng ở trên thế giới đều có mặt tại Trung Quốc, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Chính vì thế mà nguồn linh kiện bán dẫn bị thiếu hụt trầm trọng. Tôi cho rằng thì điều này nó sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra ở các ngành hàng khác, không chỉ riêng ô tô trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin News số 18 của Auto Việt Nam. Ở cuối bản tin thì mình xin được gửi gắm tới các bạn những hình ảnh ấn tượng nhất về TVC quảng cáo của VinFast xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ CNN. Xin chào và gặp lại. Wheels, beyond expected, beyond belief. It's boundless, borderless. A future powered by all of us. VinFast, boundless together. Take the vaccine when it's your turn. Vaccines, weapons against a pandemic.